Ủa mà sao cứ em mày nhìn quen quen vậy? Dạ chú thấy con giống ca sĩ hay nghệ sĩ nào hả chú? Không có, nhìn giống cái người làm ở bên bất động sản Minh Quang á, đúng không? Đi đâu ạ? À con lấy xe chạy vòng vòng hả chú, đậu chỗ nó hư. Vậy đó hả? Dạ. Này đừng có qua mặt tao à, mày nhớ lại đi, chú Màu làm tới chủ tịch tập đoàn rồi, thấy không? Tao dòm thấu tới tim đen mày á, đừng có qua mắt tao. Mày lấy xe tao mày đi chạy lấy tiền cái gì, thấy không? Chạy đò đó, chạy xe đò á, lấy tiền phải không? Tưởng ai, mày chở nhầm ông bạn tao. Ấn điện thoại cho tao nè. Ý trời, trời ơi, mưa quá. Dạ, chào chú. Giờ mình đi đâu chú? Vũng Tàu thẳng tiến. Con biết Vũng Tàu rồi, mà cụ thể là chỗ nào chú? Thì chú em mày chở đi ra bãi sau, cho tôi xuống biển ngắm biển, rồi cái dòng lên bãi trước, cho tôi lên núi tôi ngắm núi. Ồ, nhưng mà sao chú không đổi ngược lại thử coi? Mình xuống biển cái mình ngắm núi, cái mình lên núi mình ngắm xuống biển nó lạ hơn chú. Thôi mà tôi thích vậy đó. Ủa mà giá nhiêu vậy? Dạ đi về chú cho con 1.500.000 ha. 1.500.000 nè chú em mày á, chạy im im chạy sao mà tôi ngủ được á hả? Tôi bo thêm 100.000, 1.600.000 luôn. Dạ cảm ơn chú, con chạy là chú ngủ thẳng cẳng luôn. Rồi nữa ơi, về đi ha chú. Ok. Dạ. Chúc chú ngủ ngon. Ủa mà sao cứ em mày nhìn quen quen vậy? Dạ chú thấy con giống ca sĩ hay nghệ sĩ nào hả chú? Không có, nhìn giống cái người làm ở bên bất động sản Minh Quang á, đúng không? Dạ đâu có chú, con đâu có làm bất động sản Minh Quang Minh Quéo gì đâu. Con bán bánh mì rồi con mua được cái xe con chạy kiếm thêm vậy thôi. À đúng rồi, phải bánh mì ông Màu phải không? Ông Màu ông Méo gì con có biết ông đó đâu chú. Con bán bánh mì mà, con đâu biết ổng đâu. Nhìn cái xe này quen lắm nè. Chắc là của ông Màu cái gì. Trời ơi, tưởng ai chứ ông Màu thì quen. Để tôi gọi điện thoại cho ổng nè. Dạ, chú. Chú làm ơn, chú làm phước. Chú đừng gọi cho chú Màu được không chú? Con nói thiệt chứ, con là tài xế của chú Màu. Mà tại con có nỗi khổ riêng mà không ai hiểu cho con á. Khổ gì? Con có đứa em nuôi mà nó mê hát lắm, muốn làm MV mà nó không có tiền, mới xin tiền con. Con thì lái tài xế, con đâu có bao nhiêu tiền đâu, nên con phải lén lấy xe của chú Màu con chạy kiếm thêm. Chú em mày nói giỡn hoài à, làm MV nhiều tiền lắm á. Trời đất ơi, chạy xe như vậy biết chừng nào mới đủ tiền làm MV. Dạ nhưng mà bữa giờ con chạy con kiếm được khúc à. Kiếm khúc? Trời ơi, nói vậy thôi chứ ông Màu của tôi biết ông giàu lắm. Khỏi có lo đi, để tôi gọi điện thoại cho ông chứ ông giúp cái gì không. Thôi để con chạy con lấy tiền xăng chú thôi ha. Con không lấy tiền ha, lấy 500 thôi. Chú giúp con chú giữ bí mật này con nha chú. Tôi á, tiền bạc tôi không có thành vấn đề. Nhưng mà thấy chú em mày á, có em gái nuôi mà thương vậy á, tôi cũng thấy tội nghiệp. Thôi được rồi, đi đi, tôi giữ bí mật cho. Tôi trả luôn cho 2.000.000. Thiệt hả chú? Thiệt. Bởi vậy chú Màu tốt là chơi toàn người tốt. Chú còn tốt hơn chú Màu nữa. Thiệt sau này mà em gái nuôi con lớn lên á, nó mà thành tài, công của chú là đầu tiên luôn á. Được rồi, trả cho 2.000.000 á, giọt đi. Đi nha chú. Cảm ơn chú nha. Chạy em im á nha. Ngủ đi chú, trời mưa nè, ngủ ngon á. Rồi, có anh 15.000. Rồi. Rồi, nếu mà thấy ngon ủng hộ anh tiếp nha anh. Cảm ơn anh. Quá. Dạ. Dạ chú. Thằng ôn dịch vật mình đâu không rồi, tao không thấy nó xuất hiện tiệm bánh mì vậy chăng vậy? À, anh Minh hả? Anh ừ. Anh chạy xe chú. Ủa tao ở nhà đây rồi nó chạy xe chở ai? Con không biết nữa, anh nói là đậu xe chỗ nó hư, anh lấy anh chạy vòng vòng. Ngộ quá, dư tiền quá. Anh đứng chạy vòng vòng cho đổ xăng hả? Con đâu biết đâu, anh tài xế nên anh nói sao con nghe vậy chứ con đâu biết gì đâu. Chú. Con Minh. Linh quá ha, mới nhắc xuất hiện liền à. Đi đâu hả? Nãy giờ mày nói gì với chú vậy? Thì em nói là anh lấy xe chạy vòng vòng, đậu chỗ nó hư.
À, con lấy xe chạy vòng vòng hả chú, đậu chỗ nó hư. Vậy đó hả? Dạ. Nãy giờ tao mới nghe, xe đậu chỗ mà hư. Chạy xe vòng vòng chứ cũng mỏi chân lắm hả? Dạ. Ngồi đi. Cho con ngồi chú. Ngồi đi. Dạ, chú với anh mình nói chuyện nha, con bán bánh mì tiếp rồi chú. Ờ, đi bán đi. Dạ. Rồi đau hả? Dạ đau chú. Chạy xe nhiều, đạp ga đạp thắng quá rồi nó mỏi giò chứ gì phải không? Dạ con chạy vòng vòng bùng binh đó chú, chạy nhiều lắm. Ủa sao chạy vòng vòng bùng binh hả? Tao nghe nói mày chạy lộn ra tới Vũng Tàu luôn mà. À, có bữa con ngủ quên, con chạy bùng binh này ra tới bùng binh ngoài Vũng Tàu luôn chú. Vậy đó hả? Dạ. Bùng binh này mà lộn tới bùng binh Vũng Tàu luôn hả? Dạ. Tao nghe nói mày chạy qua mày đó rồi mày lụm được 2 triệu phải không? Đâu có chú, đâu có ai làm rớt tiền đâu mà lụm chú. Con chạy trên xe không mà. Sao? Mày đừng có qua mặt tao. À, mày nhớ lại đi. Chú Màu làm tới chủ tịch tập đoàn rồi. Thấy không? Tao dòm thấu tới tim đen mày á. Đừng có qua mắt tao. Mày lấy xe tao mày đi chạy lấy tiền cái gì? Thấy không? Chạy đò đó, chạy xe đò lấy tiền phải không? Tưởng ai? Mày chở nhầm ông bạn tao. Ấn điện thoại cho tao nè. Không nhiều chuyện chú. Dặn đừng có nói rồi mà. Dặn cái gì? Thì ta có sao ta nói vậy chứ. Ta đâu có quen nói dốc nói láo như mày. Con có nói dốc nói láo gì đâu chú. Ở ngoài đường ai cũng khen con thật thà. Chỉ về đây con nói dốc với chú con xíu. Xíu rồi thôi. Chút xíu à. Mày đó tới giờ nói chuyện với tao đó 10 câu đó thì dốc hết chín đời. Nhưng mà tao biết chứ nè. Không. Thôi chú đừng giận con, giờ chú biết rồi thôi, giờ con chia cho chú. Con 6 chú 4 ha, ở ngoài chạy xe là chia 6-4 đàng hoàng nha. Thôi tao không cần tiền đâu. Mày ít tiền tao cho mày đó, thấy không? Nhưng mà mai mốt á, muốn làm cái gì phải hỏi chú một tiếng, chứ đừng qua mặt tao. Nó dốc riết rồi nó quen, thấy không? Nó quen cái miệng đó. Rồi tới già có cháu nội cháu ngoại rồi tiếp tục nói dốc nữa, người ta cười chết, thấy không? Để nó già mà nó dốc. Thì con đâu có muốn nói dốc gì đâu chú. Tại vì ở quê con mẹ con khổ lắm. Bà già rồi bà đâu có làm ra tiền đâu chú. Bà ăn không mà. Con phải ráng làm con gửi tiền cho bà. Rồi con thấy xe chú đậu không vậy con sợ hư. Chạy vòng vòng kiếm chút cháo. Mày mà nói dốc tao cái miệng đụng chuyện bể ra. Cái mày đem mẹ mày ra. Hả? Mày đem mẹ mày ra. Rồi tới chừng bà chết tao không biết mày đem ai ra. Mày đem ai ra. Thôi chú. Chú thương con, chú thân tính. Thôi nhiều tới đó thôi. Đừng có đi sâu quá. Không, tới đó là tao đã muốn chết rồi. Thôi bây giờ đi làm đi. Nhưng mà mai mốt bỏ cái thằng nói dốc được không? Dạ con dám nói dốc chú. Cho con nghỉ tới chịu chú. Chạy từ Vũng Tàu về mệt quá chú. Giờ đứng không nổi nữa. Trên đời trời đất thế giới này tao mới thấy có một thằng một thôi. Mày mà chết cái coi như tiệt chủng luôn đó mình. Không, chú cháu mình thân tính mà chú. Đi vô nghỉ đi. Dầu đâu chú, cho con xin miếng con bóp chân đó chú. Dầu lửa, chai dầu lửa nha. Hết biết thiệt chứ.